gia đình em là bốn anh em, nhưng mà chết hết trơn rồi, chết hết hai ông anh, thì còn có em út à. Em út á thì nó đi chạy xe công, nhưng mà trong quá trình hồi thời còn sống thì điện em út nó còn, thì sống Minh nó làm ăn qua bên em, là ăn uống cơm nước đồ á, như Minh đi làm vậy không có tiền thì cũng qua chế ơi bữa nay cho em ăn cơm ké, thì bắt đầu cũng chị em đồ ngồi ăn chung chung như vậy á, tại vì em không còn có chị em, thì em ba em thì cũng còn mình anh ba, em thì cũng còn có mình anh em à, nên nó cần cái tình thương. Sau này thằng em nó buồn vợ con, nó nguyên sinh nó bỏ em với ba em lại luôn. Em mới nhắn tin cho nó gì quá tình, em mới nói á giờ lúc nó chết rồi mà tiền á thì bây giờ em phải lo trả cho chế đi, để chứ lo cho cha nữa, giờ chứ không có khả năng nào làm ra tiền nữa. Em gắng cố gắng nói nó rồi nó ừ rồi nó trốn luôn, em cũng tâm sự. Dạ em chào chị, thì hôm nay Dạ á, không, là em chị chào chồng. nhờ em gì mà khẩn cấp, xin phép chị vô câu chuyện thì chị cho em biết tên gì, ở đâu nha chị. Chồng em tên Nguyễn Thị Thảo, em ở phường Trà, nhà 101 đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Trà An, quận Bình Thủy. Em nhờ mấy anh tìm giùm em là em Nguyễn Trọng Minh lừa gạt em số tiền tổng là 172 triệu. Dạ. Lý do là em mượn giùm cho em đó để em đó xoay sở qua cái nợ nè của em đó, làm ăn thua lỗ sau là em trốn luôn. Em Nguyễn Trọng Minh đó hiện tại lúc trước là ở trọ nhà em luôn. À, thuê nhà trọ của chị hả? Dạ đúng rồi, thuê nhà trọ của em luôn, Thì của ông anh em chứ không phải của em. còn số tiền đó là mượn như thế nào, chị có thể là nói ra cho quý ông bà của chị biết luôn, có giấy tờ không chị? Có ha. Dạ em Nguyễn Trọng Minh này mới đầu là mượn 1,5 cây vàng, mượn em nhờ mượn giùm cho em nó 100 triệu. Số tiền thì em nói là tiền 100 triệu giờ chứ không có khả năng chứ mượn được, nhưng mà có thể vàng chứ đi hỏi giùm cho. Thì tại vì lúc trước em này hay qua mượn hỏi lắm, tại em nó làm ăn là mượn mướn kho, em mướn nhà em để làm kho nữa, em mới cho mượn thì em mới đi hỏi mượn giùm, thì mượn cho em đó trong quá trình em đó làm ăn một thời gian đóng lãi, thì em mới đứng ra em phải đóng lãi cho em đó, vừa đóng lãi và vừa đồng thời là giúp em đó cái tiền mà nợ luôn. Thì em đó qua mới nói, thì đó em đó mới nói em không có ăn đóng lãi cao đó vậy thôi chứ cách nào chứ, cái chế có thể là dai số tiền nào đó chứ dai rồi, chứ dai rồi chứ trả giùm em đi, rồi nữa em sẽ đóng lại, em đi làm em sẽ trả lại cho chế hàng tháng rồi chứ em lấy trở lại. Cái em mới nói với nó bây giờ chỉ có cách là bây giờ mày qua mày nói với ông Thảo chứ mày mượn dai tiền đi, mày mượn dai cái nói với em đi, rồi em qua em gặp anh, thì đồng thời em về em nói với ông xã, ông xã nói thôi thôi giờ nó chạy về thôi cho nó mượn đi, tại vì anh em chị em nó nói chung là làm em không cũng không có anh em gì nhiều, nên là mới nói vậy thì ông xã em cũng thống nhất, ông xã nói vậy là mày vay hàng tháng mày phải phụ trả lắm, tao bây giờ đứng ra tao lấy mức lương của tao tao vay rồi hàng tháng mày đóng phải 2 triệu mấy đó, mày có khả năng mày đóng không, thì nó nói là được 2 triệu mấy em sẽ đi làm em đóng cho anh chị. Thì quá trình em đóng xong rồi tiền rồi em nó về ký giấy nợ rồi là em đó mới trốn nhà trọ đi luôn, trốn đi thì em cứ nghĩ là em đó là đi đi về làm ăn thôi, nhưng mà thời gian hồi lúc đó thì em cứ trước mùa dịch cái em mới nói là em đi đi về vậy đó, mùa dịch 3 tháng dịch em không lấy tiền, em còn đi xin đồ xin gạo tự thiện cho em, kéo cá cho em, chặt chuối cho, chặt dừa cho em, cho trong cái dãy nhà trọ anh em là em cho hết vậy đó, riêng em đó em cũng đi xin vậy đó, mà cuối cùng em nó gạt em một cái ngọt là khi vay được 172 triệu trả nợ rồi là em nó trốn mất luôn. Điện thoại liên lạc được sau này điện thoại không lên máy, em nhắn tin nhiều lần luôn, đến nỗi mà em điện lên tới nhà của gặp anh thứ ba của em Nguyễn Trọng Minh này á, thì anh nó mới trả lời em thôi giờ chị đừng có lên lên cũng chưa giải quyết, bây giờ hiện tại nhà đang chuẩn bị cho em Minh này đứng sổ để em Minh vay trả cái số nợ, thì em cứ nghĩ vậy thôi thôi ráng đi nó, cái bắt đầu em Minh nó mới về về mới nói chị ơi cho em chứ cho em lấy đồ bớt trong nhà trọ đi, cho em lấy bớt nhà trọ rồi em chuyển từ từ, rồi bạn em nó lấy bớt đi rồi từ từ rồi em trả tiền cho chế. Thì nhiều lần mình nghĩ rồi cũng như Thì trong khoảng thời gian mà từ lúc mà dọn đồ đi tới giờ là chị có gọi điện được với Minh không? dạ được, rồi em Minh cũng về 2 lần nữa, rồi em gặp trực tiếp anh Minh em hỏi thì em Minh có nói là chế ráng đi em đi làm được là em sẽ gửi về cho chế liền,
Rồi từ hôm đó nay là khoảng gần một năm mấy trước Tết thì có đứa em nó mất, nó mất cái gì em út của em á, nó mất thì em mới nhắn tin nó, mình ơi giờ chế không có khả năng nữa giúp cho em được nữa, em chế đã mất rồi, bây giờ chế không còn cách nào để lo nữa, giờ chế bệnh chế đâu có làm ra tiền, lương của anh hiện tháng bộ đội có 9 triệu mấy thôi, thì bây giờ phải mua cả nhà mà trong khi giờ phải đóng lại ngân hàng, em tính sao đó, nó chế gán đi em qua, em còn tháng nữa em đi làm rồi, em đi làm mà em gửi về chế liền à, rồi từ đó sau là bật tâm luôn, điện không nghe máy luôn. Từ đó tới giờ là bao nhiêu tháng rồi chị? Dạ Minh mượn em vào à, để em coi ngày đi. Không, có nghĩa là từ lúc mà chị gọi điện mà hứa tới giờ là bây giờ tới hiện tại bây giờ là bao nhiêu tháng rồi? Hôm tháng 12 em mất mùng 24 tháng chạp, thì 26 tháng chạp Minh có nghe máy em một lần, em có điện rồi em gửi hình em mất cho Minh thấy, rồi Minh nói là thôi bây giờ để em cố gắng em thu xếp em gửi bớt cho chế, em vay tiền em gửi bớt cho chế thông cảm đi, tại vì em cũng đang khó khăn như vậy đó, rồi cuối cùng là Minh cũng biệt tâm luôn, tới giờ Ủa, điện thoại cho không em bình hỏi cái vấn đề này đi chị. Minh này thường. có làm gì hay không mà lại chị tin tưởng Minh để mà cho mượn một số tiền lớn vậy? Dạ lúc trước đó là em Minh này làm bên nước xử lý nước sạch của cao cho các công ty đó anh, thì ông xã em là người chạy xe mướn cho Minh, ông xã em là chạy xe mướn cho Minh, thì Minh mới thuê cái nhà kho của bên em á, thì về ở làm ăn, thì mỗi lần để đi nước đồ là ông xã em đi chuyển hàng đồ là ông xã em đi hết, thì thời gian đó Minh có qua lại là cũng như sống, Minh sống chỗ em là 2017 tháng 8 tháng tháng 9 2017 là Minh về ở trọ nhà em rồi, ở trọ của ông anh em, thì quá trình đó là Minh sống qua lại như chị em ruột vậy, tại vì em người không có chị em nên cần chị em với nhau sống như lắm, thì sống Minh cũng thiệt tình chứ không phải là giả dối, mỗi lần Minh đi về là có tiền là Minh đem qua Minh trả liền cho em, nhưng từ khi mà Minh dở nợ lên là Minh không trả, Minh trốn luôn, Minh không có nói tiếng nào với bên gia đình em luôn. Giờ hiện tại đồ đạc nhà trọ của Minh còn em vẫn còn để y nhưng mà không có cái gì để giá trị hết, nên Minh chở đồ giá trị đi hết trơn à. Rồi mình có biết Đấy. nhà nhà của Minh nẻ đâu không chị? Dạ lúc trước thì ông xã em chở mướn cho Minh thì biết biết nhà của chị của Minh rồi của đứa em của Minh đó, thì cũng 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 ông xã em thì cũng có gặp bên gia đình của Minh nữa, cũng gia đình cũng đàng hoàng, rồi thì em cứ liên lạc qua điện thoại thôi, cái khả năng đi thì em không có, tại vì giờ thứ nhất đi lên á thì bên cả liên lạc với anh thứ ba của những Minh á thì nói là ráng đi từ từ mà xã gia đình sẽ phải thu xếp trả, vì tiền đó là tiền ơn tiền nghĩa chứ không phải tiền cho vay, bên gia đình người ta sẽ thu xếp trả, nhưng mà cuối cùng rồi cũng cắt đứt liên lạc luôn anh. Là mấy người anh đó giờ cắt mất liên lạc với chị gia đình chị luôn hả? Dạ đúng rồi, À có điện cũng không nghe máy, từ đó tới sau không nghe máy luôn, anh thứ ba của Minh. anh thứ ba Minh là cũng hứa là đừng có lên trên nhà, để từ từ đứng Dạ đúng tên căn nhà xong rồi có gì bán nhà trả ra cho chị đúng không? rồi, dây tiền trả lại cho anh À em cũng hỗ trợ cho Minh trả lại cho. là những cái đồng tiền đó mà chị mượn giùm là có tính lãi không? Dạ không, tiền đó em mượn giùm cho nó là nó rải với người ta thôi, em chỉ đứng ra mượn giùm, khi Minh đóng thì em đem qua đóng vậy thôi, nó chứ không có lại lãi gì Có hết, nghĩa là nhưng khi chọn chị đứng ra giữa để chị giới thiệu thôi hả? dạ đúng rồi À em nghe nói chị nãy như cầm giấy tờ nhà gì nữa mà phải không? dầm giấy tờ nhà là khi Minh không có tiền trả cho người ta nữa, người ta lúc đó người ta xiết em, thì quá trình em mới cầm giấy tờ nhà em mới nói Minh nào bây giờ á, giờ em không có tiền đóng em phải kiếm cách nào đi chứ, để người ta đòi lại tiền lãi hoài chứ không có đóng nổi, chứ đâu có làm ra tiền, chứ bệnh ung thư làm sao chứ có tiền mà đi đóng cho em, đâu còn đi mua bán như lúc trước, thì thôi em ráng cố gắng cái nói chế kiếm cách nào chứ giúp giùm em đi, xong rồi em trả chế liền, thì em mới nói bây giờ á mày qua mày nói với anh đi, chỉ có cách giờ chế giúp mày là hết mình, là nào giờ chế em mình sống như chị em ruột với nhau là chế giúp mày, giờ chỉ có cái là chế cho mày mượn cái bằng phán đó rồi cầm, rồi mày đã trả người ta dần dần hàng tháng nó nhẹ hơn nhiều dữ lắm luôn đó, thì Minh cũng thống nhất đồng ý vậy, em mới nói là thôi vậy thì vậy được, em về em mới nói với ông xã em, thì Minh qua cũng nói với ông xã thôi anh ráng giúp em đoạn này đi, vì em hoàn cảnh này em sống đây như anh với chế như là chị em ruột rồi, anh ráng giúp em không quên ơn đâu, thì ông xã em nói ừ mày nói vậy thì để tao giúp mày, rồi từ đó tới sau là Minh biệt tâm lấy tiền xong rồi trả qua cho anh ta là Minh biệt tâm luôn. À, năm nay chị bao nhiêu tuổi rồi? Dạ
Dạ, nếu mà tuổi trong giấy tờ em thì em sinh năm 75, còn ở ngoài là em 73. Còn tên Minh là bao nhiêu tuổi chị? Nguyễn Trọng Minh nó sinh mà, để em coi, nó sinh ngày 14 tháng, ủa không phải, bậy bậy, em nói ra bậy rồi. Mình trong này nó không có ghi ngày tháng của nó Không, mà, sinh sinh năm ra bốn mấy? tháng. Không có ghi ngày, ghi trong này mình không có ghi năm sinh mà, ông xã em biết nhưng mà em không có nhớ năm sinh. Mình Dạ. tuổi năm nay nó khoảng 40 mấy tuổi à. Bốn mấy là khoảng bảy mấy 80 ha, sinh năm khoảng đó ha. Dạ À, vậy là nhỏ tuổi hơn chị nhiều hả? dạ Dạ. mình nhỏ tuổi hơn em nhiều. À, khi mà Minh lúc trước mà xuống dưới á, thì chắc cũng là tạo có lòng tin, và sau khi mà làm ăn thất bại rồi cho nên là mới ra nông nổi gì. Dạ À. nói chung là mình nó sống với tụi em như là anh em ruột với nhau vậy, tiền bạc giao nước giao gì đó là ông xã em đi giao cho nó rồi về đưa tiền nó, hoặc là trong khi đó là nó cần tiền gì nó qua nhờ em đi mượn của đứa em qua đưa đưa cho nó luôn. Cũng nhiều lần như vậy rồi, em đưa mượn của đứa em nó thì em đưa cho nó đó, sau này nó cũng tự trả từ đứa em luôn. Nó em mới nói đó, giờ chế mượn chỗ đó đó thì mày lại cứ chỗ đó mày trả cho người ta, sau này cái nó không làm như vậy nữa mà nó kêu em mượn chỗ khác cho nó đi, rồi quá trình vậy là tới giờ là nó không có liên lạc nữa, nó lấy được tiền là nó trốn luôn, biệt tích luôn. À, là trốn mất tiêu luôn, là cách nay là khoảng trước Tết tới giờ ha, tháng 12 tới trước Tết tới giờ ha. Dạ À. nó trốn trước tới 1 năm mà em, nó trốn tới 1 năm nhưng mà vẫn còn điện thoại liên lạc được. À. Còn dạ còn sau này là sau tháng 12 tới giờ là gọi không được luôn, kể cả nguyên gia đình dạ luôn. không được, không nghe máy không gì hết Rồi mình biết trơn luôn. địa chỉ nhà không chị? Dạ địa chỉ nhà thì em không có biết anh, tại vì em không có biết, nhưng mà biết nó sống ở trên Bình Dương, Bình Phước vậy thôi chứ còn mình không có biết nhà nó. Bình Dương, Bình Phước hả? Chị có cái giấy tờ gì của Minh này không? Dạ có, Có lúc trước thì ha. mà em nó có ở trọ chỗ em đó, rồi em có đăng ký cái giấy chứng minh á. À, Minh này khi tổng cộng là chị thiếu bao nhiêu? Tổng 172 triệu hay là 100 mấy triệu? 172 triệu. 172 triệu là có giấy tờ đàng hoàng ha. Dạ có giấy ghi đàng hoàng. Em Minh nó ghi là tôi Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, tôi tên Nguyễn Trọng Minh. Hôm nay là ngày giấy mượn tiền ngày 4 tháng 12 2022. Số chứng minh là 2851870180, công an tỉnh cấp ngày 24 tháng 9 2014, Bình Phước. Tôi có mượn của chị Tài Nguyễn Tiết Thảo là 1 cây rưỡi vàng 24 carat và tổng số tiền là 82 triệu đồng Việt Nam. Số tiền và vàng mượn em xin trả lại trong 12 tháng, tuy thời hạn không có trả thì tính theo lãi mức của sức ngân hàng. Rồi vậy được rồi chị. Thì Dạ. nãy giờ em cũng thấy chị cũng cầu cứu anh em đăng tải cái video này lên, thì Dạ. chị có đôi lời nào gửi đến tên tên Minh này với cùng người anh thứ ba khi mà đã hứa hẹn gì đó, thì chị có đôi lời nào chị gửi đến Minh không? Dạ có. Mình ơi, chị em mình sống nhau như chị em nào giờ. Khi em kẹt tiền á, chế cũng là người giúp em. Khi em sa vào cái tình trạng mà không gạo ăn, không người cứu á, chế là người đi xin gạo cho em ăn trong mấy tháng dịch, kéo cá cho em ăn, đốn chuối chặt từng bù dừa cho em mà em nở gạt chế, trong khi chế bị ung thư mà em gạt chế là em một người tàn nhẫn lắm. Chế chỉ cầu mong em trả lại cái số tiền đó cho chế, vì tiền đó là chế để chế cầm từ cái giấy tờ mà chế vay, trong khi em chế mất mà chế không lo được cái đồng nào cho em chế, mà em là người chế đã giúp cu mang mà em đối xử chế là em một người thậm tệ dữ lắm. Chỉ còn mong em đem số tiền vốn lại trả cho chế thôi, chế không còn mong nhiều. Còn lãi bao nhiêu năm nay chế đóng á thì vợ chồng chế kể như là một bài học ngu của chế để trả giá cho cái sự dại dột và tin tưởng em. Dạ chị ơi,
À, xin phép Dạ. chị là hôm nay chị cầu cứu anh em đăng tải cái nội dung cũng như là câu chuyện của chị với tên bên này lên, thì chị Dạ. có dám chắc rằng những chịu trách nhiệm trước những cái lời nói của chị không? Dạ, nếu em nói sai, em hoàn toàn chịu trách nhiệm. Vì hoàn em Minh này mượn tiền á, làm nhiều cả xóm ai cũng biết em giúp đỡ em Minh này rất nhiều. Cả xóm em đều ai cũng biết hết. Minh về cả xóm Minh còn hứa hẹn ở giữa xung quanh là nữa sẽ về trả cho em mà. Rồi Rồi, lại Minh trốn ngoài chị ra hàng xóm có ai bị không? Dạ có một đứa em của em bị nữa. Là Bị em ruột của chị hết luôn ba hả? mươi triệu. Em ruột của Dạ, chị. em bà con Bao nhiêu ở tiền ấy. chị? Dạ 30 triệu. 30 triệu nữa ha. Dạ, cũng sống chung nhà trọ của em Minh á. Sống chung nhà trọ em Minh là nguyên nhân này em Minh biết là hồi đó là em Linh với em Sử này á là người của em cu ma em đó bán thịt heo bên chợ á. Rồi không có chỗ ở em cũng kêu về đó ở cũng hết 2 năm mấy. Em cũng không lấy tiền nhỏ của em đó. Thì 2 năm mấy đó hai đứa nó làm quen qua lại chơi với nhau, giúp đỡ nhau cũng nhiều lần lắm. Nhưng mà em đó, em Minh cũng gạt em đó hết 30 triệu. Thì xin phép chị là cho em đăng tải cái video này lên, câu cũng như là câu chuyện của chị đăng lên. Em nói với chị nghe nè, không bao giờ em xóa xóa xuống nha chị. Dạ, đúng rồi. Thì Em cho cam nãy đoan nếu em nói sai sự thật em hoàn toàn chịu trách nhiệm. thì em nói với chị như thế này, em đăng tải lên và sau đó chị sẽ cung cấp giùm em là cái số nhà địa chỉ của tên tên Minh này, anh em sẽ lên trên đó hỏi sự việc như thế nào ha. Cái số nhà địa chỉ thì em không biết là em có hỏi được hay không, tại vì sợ người ta không cho. Thì nói chung là nói như vậy đây, có gì chị sẽ nhắn tin Zalo cho em số địa chỉ và cũng như là nơi địa phương của tên này đang sinh sống để lấy lại một cái số tiền, tại vì chị cũng thương người giúp người quá. Cái thằng này nó lừa chị, gia đình chị như thế, để mong rằng là gia đình thể có một cái hướng biện pháp là giải quyết cho chị hiện tại đang bệnh ung thư nữa chị ha. Đó thì anh em sẽ cố gắng làm như thế nào, anh em muốn đăng tải lên đó để làm gì, để mong rằng khôi tên gì, tên Minh, Nguyễn Trọng Minh. cùng tên Minh và cùng gia đình mà xem được cái clip này hãy liên hệ đến chị và có một cái ngồi một cái bàn để nói chuyện với nhau để giải quyết cho nó êm xuôi, đừng lên cái mạng xã hội nó sùm trời đất, nó không hay vì ảnh hưởng tới công việc làm ăn nữa. Nhiều lần Minh cũng nói với em là anh của Minh đi nước ngoài á sẽ về cho tiền Minh trả nợ. Rồi xong rồi anh thứ ba của Minh cũng nói giờ mấy đứa anh mấy người anh em ở bên nước ngoài cũng nói là để cho Minh im chuyện xong xuôi hết đi sẽ tính để lo cho Minh trả nợ cho em, tại vì em là người bệnh ung thư mà trong giai đoạn đó là em người giúp Minh nữa nên không có thể nào là không trả. Nhưng mà sao rồi liên lạc hết được luôn, em điện là không bao giờ nghe máy. Mà em hỏi chị thiệt nè, cái này chị em nó hỏi thiệt nha, mà Dạ. mình có làm như thế nào mà sao chị tin tưởng mà cho mượn tiền nhiều thế? Tại vì em nói với anh nè, gia đình em là 4 anh em nhưng mà chết hết trơn rồi, chết hết 2 ông anh thì còn có mình em út. À em út á thì nó đi chạy xe công nhưng mà trong quá trình hồi thời còn sống thì nghe em út nó còn thì sống Minh nó làm ăn qua bên em là ăn uống cơm nước đồ á, như Minh đi làm vậy không có tiền thì cũng qua chế ơi bữa nay cho em ăn cơm ké thì bắt đầu cũng chị em đồ ngồi ăn chung chung như vậy á. Tại vì em không còn có chị em thì em ba em thì cũng còn mình anh ba em thì cũng còn có mình anh em à, nên nó cần cái tình thương. Sau này thằng em nó buồn vợ con nó nguyện sinh nó bỏ em với ba em lại luôn. Em có nhắn tin cho nó gì quá tình em mới nói á giờ á lúc nó chết rồi mà tiền á thì bây giờ em phải lo trả cho chứ đi để chứ lo cho cha nữa giờ chứ không có khả năng nào làm ra tiền hết. Em gắng cố gắng nói nó rồi nó trốn luôn. Em cũng tâm sự tiền với gia đình nó luôn, ông xã em vẫn nói chuyện với anh nó luôn nhưng mà cuối cùng nó tâm sự nó chơi luôn Dạ sống rồi. như là một người em vậy đó. Dạ. Dạ rồi, cũng như là kết thúc video này, nếu mà quý bà quý anh chị xem được video của
Chị hãy chia sẻ giùm em mạnh lên để mong rằng tên Khôi cũng như là tên Dạ, Minh tên cũng Nguyễn như gia đình tên Minh sẽ thấy được cái video này, hãy cố gắng làm sao để liên hệ đến chị để mà giải quyết ổn thỏa ha. Tại vì nghe chị nói bên gia Dạ. đình Minh thì cũng Việt kiều rồi cũng dữ dằn lắm Gia mà. đình khá, khá lắm. Dạ. Em gửi hình mẹ Minh là anh cũng thấy rồi đó. Dạ. Nói chung là gia đình Nhà của thấy gia Minh là đình khang cũng trang lắm, thấy gia đình chứ cũng không phải là... cũng khang trang, nhà cửa cũng ngon lành, không biết làm vì lý do gì. Bây giờ thí dụ bây giờ đi làm công Minh cũng đi làm công nhân thế nào đó, thí dụ có 5 triệu 2 triệu gì đó thì gửi cho chị phần nào để chị uống Dạ thuốc này nọ ha. Rồi rồi em dạ chào Minh chị là cũng ha. có út của nhà đó anh, Dạ Minh có út của nhà đó. có gì rồi em sẽ liên hệ với chị sau nha. Dạ, Dạ để chúc em tìm được cái rồi em sẽ cho anh chị anh hay thêm cái địa chỉ của Minh. dạ chúc chị cũng như là thôi chuyện nó cũng đã đến lúc này rồi, thôi cố gắng giữ gìn sức khỏe rồi anh em sẽ đăng tải video lên nha chị. Dạ em xin dạ cảm ơn anh rất dạ nhiều. em chào chị, dạ chúc dạ chị sức em khỏe xin chào nha. anh, chào anh. Dạ em chào anh.